Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của Tuyệt Thế Đường Môn 2, bí mật về thân thế của Hòa Thái Đầu sẽ được hé lộ. Sau khi xác nhận thân phận là thành viên của đội dự bị trong kỳ thi đấu hồn đại tái, Hòa Thái Đầu biết được rằng tương lai mình có thể sẽ cùng 7 người gắn bó. Chính bởi điều này, Thái Đầu đã đến tìm Hoác Vũ Hạo tâm sự và nói ra bí mật bản thân dự kín bao năm qua. Điều này, ngay cả Phạm Vũ Lão Sư cũng không hề hay biết. Khoảnh khắc này, một người bình thường vẫn luôn vui vẻ, hào sảng, bỗng trở nên nghiêm túc, sáng vẻ lợi khí chất của Hòa Thái Đầu hoàn toàn thay đổi, khiến Hóc Vũ Hạo khó mà nhận ra vị sư huynh thật thà chất phác như mọi khi. Lúc bấy giờ, Hòa Thái Đầu bất ngờ lên tiếng, Vũ Hạo, đệ biết không, ta thực sự rất hâm mộ thiên phú của đệ, đệ có vũ hồn song sinh và vũ hồn cực hạn, nếu ta cũng được như thế thì tôi biết mấy. Nghe Hòa Thái Đầu nói vậy, Hóc Vũ Hạo cảm thấy đầu óc mình có chút không theo kịp, hắn ấp úng lên tiếng, sư huynh, huynh đang nói cái gì thế? vẻ mặt hoa thái đầu có chút chua xót đáp để biết không ở hệ hồn đạo chúng ta có một kế hoạch gọi là cực hạn đam binh nó được mở ra vì muốn đưa địa vị của hồn đạo sư lên ngang bằng hồn đạo sư ở đế quốc nhật nguyệt bỏ qua vẻ mặt thất kinh của hoa phụ hạo hoa thái đầu vẫn tiếp tục nói Kế hoạch này chính là dùng sức lực của một người mà thay đổi cục diện chiến tranh, người có được năng lực này gọi là cực hạn đam binh. Cực hạn đam binh vốn là tồn tại vì chiến tranh, người này không chỉ cần thân thể mạnh mẽ mà còn phải am hiểu chế tạo và sử dụng hồn đạo khí. Ngoài ra, còn phải thông thạo ẩn núp, mai phục, có khả năng phá hoại và nhạy cảm trong việc tìm điểm yếu của các cuộc chiến. Lệ ra, ban đầu sư phụ định đào tạo ta cho kế hoạch này, nhưng giờ đệ đã xuất hiện nên có chút thay đổi, thiên phú của đệ hơn ta rất nhiều, bất luận về mặt chế tạo hồn đạo khí hay khả năng tu luyện. Hôm qua sư phụ đã nói với ta, sau này sẽ không đào tạo ta thành cực hạn đan binh nữa, mà trở thành người phụ trợ cho đệ. Nếu nói đệ tương lai sẽ trở thành cực hạn đan binh, vậy thì ta sẽ là kho vũ khí di động của đệ. Nghe đến đây, hoặc Vũ Hạo càng thêm hoang mang. Sự tôn trọng của hắn dành cho vị sư huynh này hoàn toàn không kém hơn bố bối một chút nào. Nhưng ngàn vạn lần hắn không ngờ mình đã cướp lấy hy vọng của sư huynh. Bởi vậy hắn lập tức lên tiếng: Hoa sư huynh, đệ. Vũ Hạo, đệ đừng vội, để ta nói hết đã, ta hoàn toàn không có ý trách đệ hay gì cả. Có lẽ nếu đổi là người khác, ta sẽ không phục lắm, thậm chí còn phản kháng sự sắp xếp của sư phụ. Nhưng thật lòng ta công nhận, đệ là người có tư cách tham gia kế hoạch cực hạn đam binh này. Trong lòng ta lúc này, không những không có cảm giác không phục mà còn rất vui mừng. Ta biết chỗ thiếu sót của mình, bất kể là ta cố gắng thế nào cũng khó mà đủ tư cách trở thành cực hạn đam binh được. Bởi vì vũ hồn của ta có rất nhiều hạn chế. Cho nên, đệ không cần phải tự trách mình. Ta đã nói chuyện với sư phụ rồi, ta sẽ toàn lực giúp đỡ đệ trở thành cực hạn đam binh của hệ hồn đạo chúng ta. Khoai mắt Vũ Hạo hơi ngấn nước lên tiếng. Sư Huynh, đệ không nghĩ mọi chuyện lại thành thế này, như thế không công bằng với Huynh hay là để đệ... Hòa thái đầu lại một lần nữa, ngắt lời hắn. Sư đệ, có một số thứ không phải muốn cho là cho. Hơn nữa, mặc dù ta giúp đệ, nhưng ta cũng vì chuyện của riêng mình nữa. Ta chỉ xin đệ một chuyện, hy vọng tương lai nếu đệ có thể thành công thì giúp ta báo thủ. Nói đến đây, ánh mắt hòa Thái Đầu hiện lên một chút thương cảm vô cùng sâu sắc. Hắn nghẹn ngào một lúc rồi nói tiếp. Phú Hạo, đệ biết không, ngay cả sư phụ cũng không biết lai lịch và thân phận thật sự của ta vì ta không muốn mang đến phiền toái cho người. Mấy năm nay, ta giống nó trong lòng, thật sự rất đau khổ. Ngày đó, lúc sư phụ cứu ta về, ta chỉ mới có 9 tuổi. Lúc đó, cả người ta đầy máu, cơ thể thoát lực. Khi lão sư cứu tỉnh ta lại, có hỏi lai lịch của ta, nhưng ta chỉ nói với người, ta là một cô nhi. Thật ra, ta là người của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hơn nữa, ta còn là người trong hoàng tộc, là cháu ruột của đương kim hoàng đế. Hoắc Phú Hạo cực kỳ chấn động, ngàn vạn lần hắn không ngờ Hoa Sư Huynh thật thả chất phác của mình, vậy mà có lai lịch khủng khiếp đến thế. Hoa Thái Đầu gượng cười nói, thật hoang đường đúng không? Chuyện này ta đã chôn kín tận đáy lòng rất lâu rồi. Cha của ta từng là hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt nhưng bản tính cha vốn lương thiện bởi vì không chút đề phòng người đã bị chính em trai ruột của mình tính kế cướp hết tất cả mọi thứ sau khi tiêu diệt sạch toàn bộ gia đình ta tên ác ôn kia lấy danh nghĩa mình là người duy nhất còn huyết thống hoàng thất đã mạnh mẽ giành lấy ngôi vị hoàng đế Nói đến đây, hai mắt Hoa Thái Đầu đã đỏ bừng, hai tay nắm chặt nổi cả gân xanh, vẻ mặt thật thà chất phác ngày xưa không còn nữa, mà chỉ là một khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Chính vì thế hôm nay, Thái Đầu đến gặp Vũ Hạo là mong khi hắn trở thành Cực Hạn Đan binh, nếu có thể thì hãy trợ giúp mình trả mối thù này. Hắn biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng bản thân sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ để trợ giúp cho Vũ Hạo, chỉ với một mình hắn thì không thể nào trả lại phần huyết hải thâm cừu này được có thể thấy hòa thái đầu rất đáng thương đúng không các bạn các bạn có yêu thích nhân vật này không cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé video đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại các bạn